Thì Mâu Thủy nhận xét ra sao về cái phần trình diễn vừa rồi của bốn thí sinh ở đây? Trong cái màn diễn á thì em thấy bạn số 2 cười rất là đẹp. Không nha, đính chính là ảnh không cười ảnh vẫn đẹp nha. Thì đúng. Đó cười thì nó tỏa nắng hơn đó. Cười rất là đẹp. Cho anh hỏi thăm cái em nhận xét anh chàng này cười nhiều rồi cuối cùng sao em có kết luận gì về anh ta không? Tại vì em thấy ảnh cười ảnh đẹp quá. Em chỉ vậy thôi đó hả? Em quên nhìn ảnh diễn luôn. Trời, đúng trời là nhan sắc làm lu mờ lý trí. Tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh bây giờ anh đang làm tại quán bar nào? Chi vậy dự? Em tới em uống. Trời ơi. Em ơi, tém tém lại một chút. Không nha, cái này là em nói thay lời thôi. Em thay lời muốn nói giùm một người đẹp là chị Mâu Thủy. Không. Tại sao để Thủy nói mà em mới nói? Không dám nói, kêu em nói giùm. Xin lỗi, em đến chính. Em nói về một đối tượng khác, còn dự nói về một đối tượng khác. Em nãy em nói là Trọng Lê. Đúng không? Còn dự là nói về này. Dự ơi, cái này nó vừa là đầu cù biểu diễn mà nó cũng có thể là vũ khí đó nha dự nha. Cẩn thận. Có khi nào cái anh mà bối rối căng thẳng thở phào nhẹ nhõm là cái anh đang diễn xuất không ta? Đó là em cái điều diễn ra thường xuyên các chương trình này là mỗi ngày em ơi. Chị ghê vậy anh Nghĩa. Những cái người chuyên nghiệp á họ bây giờ giả vờ họ lúng túng thì làm sao mà cần mình đoán cái gì? Thậm chí họ giả vờ họ sai sao họ rơi rớt đổ bể gì kia luôn để qua mặt chúng ta. Anh để đẹp trai mà anh còn ma lanh ai chịu nổi với anh.